Tại sao nữ cổ động viên ăn mặc gợi cảm trên khán đài World Cup 2022 vẫn chưa bị xử phạt? Nhiều người thắc mắc tại sao Ivana Non vẫn chưa bị chính quyền Qatar xử phạt. Sau nhiều chỉ trích, Ivana Non vẫn mặc gợi cảm đến cổ vũ trong trận đấu Croatia bị vừa qua. Không chỉ là những phút thi đấu cân não trên sân cỏ của các cầu thủ, mà một trong những vấn đề làm nên sự hấp dẫn của World Cup 2022 là sự xuất hiện của các cổ động viên trên khán đài. Khác biệt với những lần tổ chức trước, World Cup năm nay được tổ chức tại một nước Trung Đông là Qatar. Ngay từ khi nhận được quyết định sẽ được quyền đăng cai tổ chức World Cup 2022 tại Qatar, vấn đề phục trang của cổ động viên nữ cũng đã được đưa ra. Cụ thể, theo Telegraph, chị em nên mặc đồ che vai, tránh lộ đầu gối. Do đó, mọi người nên chọn áo sơ mi hoặc blouse không có phần khe hở. Có thể mặc váy, quần short hoặc áo dài với điều kiện chúng phải dài dưới đầu gối. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng không được mặc quần cạp trễ hoặc quần rách. Giày là một loại khăn trùm đầu phải được đội khi đến các tòa nhà hoặc cơ quan chính phủ. Phụ nữ có thể mặc bikini khi ở bãi biển hoặc hồ bơi. Tuy nhiên, hãy tránh mặc bikini tại các bãi biển công cộng. Hành động ăn mặc được cho là gây sự chú ý của nữ người mẫu Croatia. Còn Cultura Collectiva cho biết việc cố ý mặc trang phục sai quy định có thể bị khiển trách, phạt tiền hoặc trong trường hợp xấu nhất là lệnh trừng phạt của tòa án. Những người không tuân thủ việc mặc đồ che vai và đầu gối sẽ gặp khó khi vào các cơ sở, bao gồm sân vận động. Hình ảnh được camera ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện gợi cảm trên khán đài. Ivana Non, nữ người mẫu đến từ Croatia, gây tranh cãi từ đầu mùa giải đến nay khi bất chấp mặc trang phục hở hang đến cổ vũ bóng đá cho đội nhà tại Qatar. Và cách ăn mặc tiệm vải, bốc lửa và có phần thách thức giới chuyên trách Qatar. Theo New York Post, ở những trận đấu vòng bảng, Non đã gây chú ý khi xuất hiện với những chiếc váy tennis ngắn. Mặc dù, Non nói rằng cô luôn đề cao cảnh giác với luật lệ khắt khe tại Qatar trước khi đến cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cô vẫn muốn nhận được sự chấp nhận khi theo đuổi phong cách cá nhân của mình. Và ngay trận Croatia bị mới đây, Ivana vẫn mặc gợi cảm đến sân cổ vũ. Dù chưa chính thức nhận hình thức xử phạt nào từ phía nước chủ nhà nhưng Ivana bị chỉ trích dữ dội từ mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc tại sao đến giây phút này Ivana Non vẫn chưa bị xử phạt hay trục xuất như quy định đã đưa ra của đất nước Hồi giáo này. Thậm chí trên trang cá nhân, nữ người mẫu này còn tỏ ra vui sướng khi khoe thành tích thêm lượng người theo dõi. Tôi không biết video mặc bikini đi dạo trên bãi biển của mình lại nhận được sự chú ý lớn như thế. Cả nước đang nói về nó. Tuy nhiên, tôi không bao giờ sợ bị bắt vì tôi là chính mình. Đồng thời tôi cũng không nghĩ mình có thể làm tổn thương ai đó chỉ vì mặc bikini, Ivana nói thêm.